Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Trong kỳ phát hình của chương trình Niềm tin hôm nay, chúng tôi xin trình bày Cơ đốc nhân có được ăn huyết hay không? Bài viết của Mục sư Hồ Chí Hiếu. Xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Vấn đề có ăn huyết được hay không là điều làm cho nhiều cơ đốc nhân hoang mang vì có quan điểm cho là được và cũng có ý kiến cho là không. Vậy thì vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào? Trong bài viết sau đây, tôi xin được dùng lời Kinh Thánh để giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của cơ đốc nhân có liên quan đến vấn đề ăn huyết, chẳng hạn như tiết canh vịt hoặc huyết heo ăn với cháo lòng hay bún riêu. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel thì người Do Thái không được phép ăn huyết, như điều đã được chép trong Lê Vi Ký chương 17 câu 14. Vì sinh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, trong huyết có sinh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Israel rằng, các ngươi không nên ăn huyết của các thịt nào, vì sinh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trước diệt. Cũng vì luật pháp ấy mà trong vòng cơ đốc nhân Việt Nam có quan điểm là những người đã tin Chúa rồi thì không nên ăn huyết. Trước khi xem xét sâu xa hơn về vấn đề này thì chúng ta cần nên biết thêm về luật pháp của Đức Chúa Trời có ghi trong Kinh Thánh. Những luật pháp mà Chúa ban hành cho con dân Ngài để làm theo gồm có 4 loại: luật pháp tổng quát, luật pháp địa phương, luật pháp giai đoạn và luật pháp tuyển chọn. Luật pháp địa phương là luật pháp chỉ dành cho một khu vực riêng biệt hoặc một đoàn thể, nhưng lại không áp dụng cho mọi người ở những nơi khác trên thế giới. Chẳng hạn như luật châm đầu và luật cấm người phụ nữ không được giảng dạy. Hai đạo luật đó chỉ áp dụng cho phụ nữ của các hội thánh tại thành Corinto và Epheso mà thôi. Vì trong lịch sử của dân Israel và của cơ đốc giáo thì vẫn có những người phụ nữ được Chúa dùng vào vai trò lãnh đạo và giảng dạy cho dân sự của Ngài, như trường hợp của bà tiên tri Deborah trong thời kỳ Cựu Ước, các quan xét chương 4 câu 4 và câu 5, và của bà tiên tri Anne vào thời Đức Chúa Giêsu được sinh ra, Luca chương 2 câu 36 tới câu 38. Luật pháp giai đoạn là loại luật pháp chỉ áp dụng cho một khoảng thời gian nhất định trong lịch sử mà thôi, chứ không áp dụng luôn luôn cho mọi thời đại trong lịch sử của con người. Chẳng hạn như luật giết con sinh để làm lễ chuộc tội vào thời kỳ Cựu Ước, sau khi Đức Chúa Giêsu chịu bị đóng đinh để chết thế cho tội lỗi của con người, thì từ đó trở đi nhân loại không cần phải giết bất cứ con sinh nào để làm tế lễ chuộc tội cho mình trước mặt Thượng Đế, mà chỉ cần tin nhận sự chết thế của Đức Chúa Giêsu cho mình thì có thể đến gần và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Luật pháp tuyển chọn là luật pháp chỉ dành riêng cho con dân của Chúa, tức là chỉ cho người Do Thái và cơ đốc nhân mà thôi. Còn người chưa tin thì được miễn. Dẫu vậy, nếu họ tự nguyện làm theo thì vẫn được Chúa thương xót và ban phước cho. Chẳng hạn như luật pháp phải có ngày nghỉ sau 6 ngày làm việc để thờ phượng Chúa. Luật này chỉ áp dụng cho những người thuộc về Chúa, nhưng theo lịch sử của nhân loại cho thấy thì khi mọi người nhận biết được sự lợi ích của việc cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc, bởi đó
Cơ đốc nhân Việt Nam có thể ăn huyết chính, nhưng chớ nên ăn huyết sống. Luật cấm ăn huyết là luật dành cho người Do Thái trong thời kỳ Cựu Ước và chỉ được ban hành khi dân Israel chuẩn bị vào sống trong đất hứa. Lúc bấy giờ, dân cư Canaan có tục lệ là giết người để tế thần, thậm chí còn uống huyết sống nữa. Đó là thủ tục tôn giáo có từ thời cổ đại của các dân tộc mà lịch sử vẫn còn ghi lại cho đến ngày nay. Ngay cả dân Trung Hoa và Việt Nam cũng có làm điều đó. Chẳng hạn như việc Chu Du chém đầu tướng Thái Hòa của Tào Tháo để tế cờ trước khi đánh trận Xích Bích trên sông Trường Giang. Việc Đức Chúa Trời cấm dân Israel không được ăn huyết còn có một lý do khác. Đó là vì trong huyết sống có vi khuẩn gây bệnh, thậm chí gây tử vong, mà ngày hôm nay khoa học đã chứng minh được điều đó. Vì vậy mà trong Kinh Thánh có ghi là việc huyết làm chết các sinh vật sống trong sông ngòi, hồ ao của xứ Egypto và trong biển cả. Xuất Egypto ký chương 7 câu 20 tới câu 21, Khải Huyền chương 16 câu 3. Luật này cũng là luật tuyển chọn vì dành cho người Giuđa trở lại tin Chúa để tiếp tục giữ luật pháp cũ ước và người ngoại trong các hội thánh hỗn hợp như vậy để có sự hòa đồng và thống nhất với người Giuđa. Còn trong các hội thánh chỉ có người ngoại trở lại tin Chúa không mà thôi, chứ không còn người Giuđa, thì Phaolô lại dạy dỗ khác hơn trong sự ăn uống như đã chứng nhận ở trên trong Côrintô thứ nhất chương 10 câu 25 tới câu 27. Để minh chứng cho điều mà Phaolô đã dạy dỗ người ngoại là việc được ăn tự do mọi điều người ta bán ở hàng thịt, thì chúng ta thấy rằng sau đó Chúa vẫn ban phước cho chức vụ của ông và ông vẫn tiếp tục làm được nhiều phép lạ. Công vụ chương 19 câu 11. Bởi đó chúng tôi mới quả quyết rằng luật về sự ăn huyết chỉ là luật giai đoạn và là luật tuyển chọn so với những luật lệ khác. Đối với dân Việt Nam thì việc ăn huyết chỉ là sử dụng những thành phần của súc vật và gia cầm để làm thực phẩm mà thôi. Mặc dầu người Việt có dùng thịt heo, thịt vịt trong việc cúng bái, nhưng không ai dùng huyết như là một của tế lễ thần tượng. Cho nên, Cơ Đốc nhân không cần phải áp dụng luật cấm ăn huyết cho mình để phân biệt với người chưa tin. Thêm nữa, việc ăn huyết của người Việt là ăn huyết đã nấu chín, vốn là phương pháp cần thiết trong việc bảo đảm thực phẩm khỏi các mầm bệnh. Vì vậy, trong thời kỳ ân điển thì việc ăn huyết heo đã nấu chín với cháo lòng hoặc bún riêu đều không phải là tội theo tinh thần và ý nghĩa của câu Kinh Thánh trong Côrintô thứ nhất chương 10 câu 30: tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai. Kính thưa quý khán thính giả, do vậy, để bảo đảm cho sức khỏe cá nhân trong mùa dịch bệnh và để ít nữa giữ được tinh thần của luật pháp trong việc cấm ăn huyết sống, thì Cơ Đốc nhân nên tránh ăn tiết canh vịt là hơn, vì món ăn ấy dễ mang theo mầm bệnh. Mong rằng bài viết vừa qua giúp cho quý khán thính giả hiểu được thêm về niềm tin của đạo Tin Lành. Chúc quý khán thính giả một ngày vui tươi, bình an, khỏe mạnh trong những thời gian khó khăn này. Xin trân trọng kính chào và xin hẹn quý khán thính giả trong lần phát hình lần tới. Nếu quý khán thính giả có thắc mắc gì về niềm tin, xin trực tiếp liên lạc với Hội Thánh Chúa trong vùng quý vị cư ngụ để được giải đáp tận tình. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị đã theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.
Thưa quý vị, Kathy Ireland là một người rất nổi tiếng trong giới truyền thông Hoa Kỳ. Luraco rất vinh hạnh được có mặt trong show Worldwide Business, tức là thương mại toàn cầu của cô. Welcome to the show. I'm Kathy Ireland. Employee wellness is on the minds of forward-thinking managers in all fields. In addition to increasing morale, improved wellness can boost productivity and reduce healthcare costs for businesses. Robin Redeker, International Sales and Marketing Manager at Luraco Technologies, joins us today to talk about encouraging and supporting employee wellness. Welcome, Robin. Thank you, Kathy. I'm so happy to be here. It's a beautiful chair. Oh, thank you so much. So can you tell us more about your massage chair and its most important features? What it's doing right now is it's measuring who's sitting in the chair. In this case, it's Jen. Okay. So it is going through a body scan. So it gives a custom massage to whoever's in the chair. Jen, how's that feel? Oh, it feels amazing. It's very relaxing and effortless. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Nova Pharmacy, nhà thuốc Tây Arlington, dược sĩ Đỗ Thị Tố Nguyễn phục vụ quý đồng hương vùng Northern Virginia, nhận hầu hết các loại bảo hiểm Medicare, Medicaid, Part D, giao thuốc miễn phí đến tận nhà, cách tiệm 5 mile, tận tâm nhanh chóng với nhiều năm kinh nghiệm, trả lời mọi thắc mắc về cách dùng thuốc, bán thuốc theo toa bác sĩ, chích ngừa cảm cúm, viêm phổi và shingle. Địa chỉ 6023 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22205. Điện thoại 703-538-5555. Mở cửa từ thứ hai tới thứ sáu từ 9 giờ đến 7 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ đến 2 giờ chiều. Dù trời giông bão nắng tuyết, Nova tiệm thuốc vẫn giao tận nhà. Đến với phở Lucas để được thưởng thức những tô phở tuyệt vời được ninh hoàn toàn bằng xương bò với phương thức cùng 7 loại gia vị gia truyền, được hầm tối thiểu 12 tiếng do chính chủ nhân đảm trách. Tại phở Lucas, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt khác như bún chả giò mặn hay chay, được cuốn với bánh tráng Việt Nam, đặc biệt là giòn mà khi ăn không dính răng. Cũng như món gà chiên cơm đỏ hay món xíu mại với bánh mì, phở Lucas khai trương vào ngày thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019, địa chỉ 2915 West Carey Street, Richmond, Virginia 23221, điện thoại số 804-254-9588.